thấy đào đông lắm. Đến sớm nữa. Tao tưởng tối ngủ lại hay gì, tao tưởng mới phá mấy rồi sao. Hết hồn rồi. Ok, giờ mình sẽ chạy qua mắt Forest, mình đập 60 đá rồi, hoàn thành nhiệm vụ cho mọi người. 60 đá cho buổi sáng sớm nè. Mới sáng đã khởi động trong tay bằng 60 đá rồi. Ok mọi người, mình sẽ 60 đá thôi nào. Lỗi rồi. Ê, học. Lỗi, cầm cái búa chạy khang luôn. Mình thường mới thấy chứ cầm chạy nước đúng không? Bây giờ cầm cái rìu chạy khang luôn. Cầm cái rìu chạy. Cái rìu ít cái bị nha, mà nó toàn bị nước nha, mà bây giờ bị rìu luôn. Chói đã. Con này nhìn đông vui ghê đứa ta. Đúng. Cái gì đó? Thành đặng như đó đang like nghe. Tôi đang like. Bây giờ clip đi, bây giờ clip đi. Để tí. Tao mà dừng lại là có chuyện đó nghe. Nên bị có bạn mới láo à đồ. Đứt đồ bỏ. Sao đi mọi người, mấy thằng bạn mình nó hơi quậy một bé. Ok, mình vừa hoàn thành nhiệm vụ 20 đá thôi. À, 15 thiều chứ nhờ. Ok, tiếp theo nào. Đang còn 20 đá nữa là xong hoàn thành nhiệm vụ nha mọi người.
rưỡi đâu mà một app ba vé mọi người. Cái túi mình đang hơi đầy á, thì sẽ đã bán bớt đồ trong túi nhé. Có hạt giống potato này, cà rốt này, lúa mình cũng bán luôn nha. Lúa thu hoạch rồi thì trong vườn mình đang còn nhiều nên là mình sẽ ăn bớt để lại 9 cây thôi. Ok, rồi bài tiếp theo nào mọi người.
Thank you.
Thank you.
Ok, hello mọi người, mình quay trở lại rồi đây. Mình tiếp tục thi xếp nhiệm vụ nha mọi người. Ok, mình sẽ... Rồi, giờ mình sẽ reset nhiệm vụ nào. Ở đây đang có 3 nhiệm vụ sữa, gà và hoa hồng, mình không làm được nhá. Mình sẽ đổi luôn. Hai mươi nấm ok, sau 8 gạo ok. Chính là vendor nữa à. Thì ăn này chỉ được 2 vé thôi mọi người. Mình sẽ sell 5 hành này, sau 6 của total. Sell 5 hành này, sau 6 của total. Ok. Cân trứng, tươi táo, 18 cà rốt. Ok. Tươi táo là mọi người. Đây rồi, hạt giống táo mình vừa gieo đây rồi. Còn tới 81. Ok, hiện tại mình đang thiếu một táo mọi người, mình phải chạy qua forest nữa. Tối mình không hiểu sao mình chưa mua hạt giống táo nữa. Ok, giờ mình sẽ qua bên forest theo Toto luôn mọi người. Từ từ để mình coi nào. Thôi để mình theo Toto bên này luôn. Tại trong vườn cũng đang khá ít Toto nên mình sẽ gieo bên vườn này nha mọi người. Sáu ô tô tô. Ok, mình sẽ gieo 6 ô tô tô nha mọi người. Thôi bây giờ tao không đem nữa. Bây giờ không đem nữa. Đó nữa đó. Mà mang cho ăn mang thiếu cũng chửi. Trình độ chuyên môn ra cái gì? Bình thường.
tao tưởng là ấy này chứ ngủ lại. Mà ăn thì táp luôn cái bỏ đi còn bỏ lại nữa. Thank you.
Ok mọi người, mình đã gieo xong rồi nhá. Giờ mình sẽ mua 2 táo là sẽ hoàn thành nhiệm vụ lạc này đó mọi người. Ok, mình đã hoàn thành nhiệm vụ lạc này rồi. Thì video của mình đến đây cũng kết thúc. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình nhá. Tạm biệt mọi người, hẹn mọi người vào một video tiếp theo. Về Ok. Ok, bye bye mọi người nhé.